Xin chào mọi người, xin giới thiệu mình là Thanh Tuyền. Còn mình là Minh Hương. Hai đứa mình đến từ chi đoàn của 124. Minh Hương nè, Minh Hương cho tiện hỏi là Minh Hương có cảm nhận gì về tuổi học trò của mình không? Theo Hương á, tuổi học trò là khoảng thời gian trong sáng đẹp nhất, nhất là năm cấp 3. Năm cấp 3 tôi là đẹp vì mình gắn học chung với nhau 3 năm. Có rất là nhiều kỷ niệm vui buồn, nhưng mà trong đó thì thấy vẫn còn một số cái vấn nạn về bạo lực học đường á. Minh Hương có nghĩ vậy không? Theo Hương thì Minh Hương có ý nghĩ như vậy. Và sau đây không để mọi người chờ đợi lâu thì tập thể 124 chúng em sẽ được làm một tiểu phẩm, đó là quan trọng ngoại tưởng của một cậu học sinh đã ra trường, đó là tác phẩm gì ta? Muộn màng. Và không để mọi người chờ lâu nữa, mong mọi người hãy cùng đón xem. Tôi là Dương, hiện tại tôi chỉ là một công nhân với thu nhập vô cùng bấp bênh. Cũng tại vì một chút nông nổi và bồng bột lúc tuổi trẻ dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng mà hậu quả tôi phải gánh chịu là một cái giá quá đắt. Và đó là chánh nốt nè. Thôi mẹ. Ui chơi ở ngoài chơi làm gì mẹ ơi? Ba cào. Thôi nữa rồi, thiếu cái đi. Thôi có tiền chơi không có tiền nghỉ mẹ ơi. Chơi làm gì không biết. Mày nói gì anh kia? Tao thích thì tao nói được không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích. Mày biến cho tao. Mày coi thằng tao. Mày chào. Tụi mày chào đó. Tao á. Thôi mày chơi chờ tao chút. Ừ. Nãy đâu bộ? Con chuyện, để đồ trong cặp nè. Có biến mê rồi. Mấy mẹ hả? Mấy ngó đây kìa. Mấy ai đó của mày quýnh em tao bỏ đầu hả? Đó hả? Tao quýnh á, rồi sao? Quýnh à, đánh tao nè, đánh tao nữa đi, đánh tao nữa đi. Quýnh mày. Đánh tao nè, đánh tao nè, đánh tao nữa đi. Quên. Bên kia. Đứng lại. Đứng lại. Nè anh ngồi xuống hết đi. Họ gì tên? Áo xanh đứng đi. Lý Khánh Dương. Sinh năm mấy? 2000. Cái bên? Quên. Năm mấy? 2000. Cái bên? Nguyễn Minh Khoa. Lý do quýnh lộn.
Sau lần đó, cả tôi và hai người bạn thân của tôi là Huỳnh và Khoa, cùng với tất cả những học sinh liên quan đến đều bị hạ hạnh kiểm và cấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Giả như ngày đó, tôi kiềm chế lại bản thân mình, biết suy nghĩ lại hơn. Và giá như ngày đó, tôi cố gắng học hành nghiêm túc hơn, không la cà trốn học, thì bây giờ đã khác. Không chỉ hại bản thân, mà còn liên lụy đến bạn bè, người thân. Vì thế, tôi có một lời khuyên cho tất cả mọi người. Tuổi học trò là một khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Đừng để một chút nông nổi mà chịu hậu quả về sau. Đừng như tôi, bây giờ hối hận thì đã muộn màng.